cách chuyển chữ ở trên ảnh thành một cái văn bản có thể sửa và copy được, hay cách chúng ta có thể copy được những cái văn bản, những nội dung ở trên những trang web mà người ta không cho phép copy. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh và ấn thích video cho em nha. Giả sử mọi người có một cái ảnh có chữ như thế này. Đấy, mọi người không phải là người soạn, mà người khác là người soạn, người có ảnh hoặc là chụp lại, hoặc là người lên Google, người tìm kiếm nội dung đó, những cái nội dung mà người ta khóa bản quyền không cho mọi người ấn giao chép. Mọi người muốn lấy được cái nội dung đó để chỉnh sửa, để sử dụng, làm như thế nào để biến từ một cái hình ảnh và từ những nội dung mà người ta không cho copy đó để thành phần nội dung chữ để mình có thể sửa, để gõ lại được. Thì nếu ảnh có sẵn thì nó là ảnh rồi, còn nếu như là nội dung trên Google thì mọi người có thể chụp ảnh màn hình lại cho em. Đấy, ví dụ như này, chụp ảnh màn hình này lại cho em, chụp cho nó khéo vào. Đấy, ví dụ như nó có cái hình logo như này, mình tắt nó đi cả nó che mất chữ nhá. Rồi sau khi mọi người đã có hình ảnh rồi, mọi người hãy tải cho em cái app có chữ là dịch, là Google dịch như này, mọi người tải cho em nhé. Để em lên CH Play thử xem nó tên bây giờ là gì nhé. Giờ nó tên là gì cho mọi người gõ nó ra nó dễ nhé. Rồi gõ nè. Đấy, dịch, gõ nguyên chữ dịch xem ra không nhé. Đây, gõ Google dịch đi. Gõ Google dịch cho em thì sẽ ra như này, mọi người ấn tải về cho em. Sau khi tải về, mọi người sẽ có cái giao diện như này, chạm vào nó cho em mở ra. Rồi mọi người sẽ vào cái phần máy ảnh cho em nhé. Ồ, nhanh cực kỳ luôn. Rồi vào phần cái kho ảnh đây, chạm vào cái hình ảnh mọi người đã chụp, ví dụ là ảnh này đi, kể cả là chữ viết tay mọi người nhé, kể cả là chữ viết tay nhé. Tuy nhiên chữ viết tay nó xấu và khó nhìn thì một số chữ sẽ sai thì mình chỉnh sửa lại thôi, nó ok. Sau khi mọi người tải ảnh lên nó sẽ như thế này đó, thì mọi người hãy ấn và đẩy ra, đẩy từ phải sang trái. Mọi người sẽ thấy cái chữ chọn tất cả và có chữ T, T là cách, tức là mình chạm vào nó, tức là mình sao chép tất cả. Đó, ấn vào chữ sao chép cho em. Vậy là xong, bây giờ mọi người có thể vào phần ghi chú nhé. Phần ghi chú này. Đó, mọi người có thể giữ tay vào đây. Đấy, mọi người dán vào. Hoặc mọi người lên phở bò, lên trang nào đó, mọi người đăng lên Facebook chẳng hạn, thì mọi người cũng sẽ vào cái phần đăng bài thôi. Vào cái phần đăng bài trên Facebook như này này. Rồi mọi người gõ ra cho em, dán cho em, rồi sau đó mình có thể chỉnh sửa nhé. Chỉnh sửa thoải mái luôn. Vậy là mình đã copy được cái phần chữ này rồi. Ủa, quá là đơn giản, quá là nhanh đúng không mọi người? Đây là cái bí quyết mà nói chung là nó có lẽ là nhiều người biết, nhưng chắc chắn là sẽ rất nhiều người không biết đấy. Nên là mọi người cứ áp dụng thử cho em nếu chưa biết nha. Còn ai đã biết rồi thì bỏ qua video này cho em. Và mọi người có câu hỏi gì, muốn hỏi gì thì cứ để lại comment em tư vấn cho, để em lên video mới để hướng dẫn cho mọi người những cái mẹo, những thủ thuật thông minh khi sử dụng điện thoại và công nghệ nhé mọi người ơi. Mọi người đừng quên ấn follow và thả kênh, thả tim cho em hoặc comment xuống dưới cho em biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ấn vào mục đã thích video giúp em với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hãy chia sẻ video này đến với nhiều người hơn nữa, để nhiều người khác biết đến cái bí quyết này nha. Xin chào mọi người.